tranh có tiền. Một chiều đi lang thang may gặp được thằng bạn, ngày xưa nó ở cùng phòng, nó cưới nụ hồ, nó đưa anh về nhà nó, và từ sau hôm đó là anh đã biết vào đời sao chơi theo khi gặp vợ thằng bạn. Ở đâu nó lại là nàng đeo tốt hơn xưa, không trâu bò như trước, và từ sau hôm đó là anh đã mất việc làm. Buồn buồn một chiều sáng ra lâm dưới vừa nhà dâu, cầm dao trên bò nhà dèo, thầy súng thầy sao anh lao vào đập chém, và từ sau hôm đó là anh đã vô tù. Rời tù 6-5 năm mắt chột khoe một giò, lại thêm cái xeo ở đâu anh đừng đi chơi, anh ta hồ Hoàn Kiếm, và thật quy đến bảo anh hãy đánh đề. Tình say 6 cơn mê ngỡ đường trời phù hộ, là anh vẫn tin rằng đâu anh bán không biết toán, là sao anh chứng số liền. Cuộc đời anh lên tiên lấy được người vợ hiền, chàng trai nợ nần thế là khai mô, anh nào làm kinh tế ơi vui như thế giấc mơ.